kêu gọi là em hay kêu cưng 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 búp bê chocola. Tụi em là chị em. Vậy hả? Dạ. Mi Anh. Là em 20, 29, ảnh là 26, khoảng 4-5 năm sau quay trở lại gặp nhau. Tự nhiên thấy đẹp trai hẳn nha. Riêng gia đình chồng em luôn là đam mê mô tô, đam mê tốc độ. Mẹ chồng em có thể chạy từ đây qua tới Malaysia luôn, đi khắp đất nước Việt Nam không thấy mệt. Gia đình chồng em cứ một đi một cái là nửa hát. Là cả nhà cùng kéo nhau đi hết. Dùng mô tô hết rồi, giờ xem ngồi nổi. Dạ. Xong rồi hôm đó tóc tay em thì vàng khè, xong rồi gặp mẹ chồng cái mẹ chồng. Đi chỗ khác, xong rồi em cũng mờ nhạt hình ảnh, em cũng không biết làm sao để mà chào hỏi luôn. Em là Mia, nghề nghiệp là ca sĩ và là vợ của búp bê sô-cô-la. Búp bê, giới thiệu đi búp bê. Dạ, xin chào chị Hồng Vân, anh Quốc Thuận và quý vị khán giả. Em tên là Vương. Triệu Vương. Vương. Năm nay em 26 tuổi và nghề nghiệp của em là làm về công ty event. Rồi tại sao là bị vợ gọi là búp bê sô cô la? Tại vì hơi đen. Em có một cái làn da nó hơi bánh mật. Cái nhà em hay kêu cưng 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 búp bê sô cô la. Rồi vậy thì lần đầu tiên em gặp búp bê sô cô la đó là khi nào? Đó. Dạ, cách đây 10 năm. Tụi em là chị em. Vậy hả? Dạ. Mia là em 20, 29, ảnh là 26. Dạ. Cách đây 10 năm thì tụi em gặp nhau trong công ty của chị Ngô Thanh Vân. Là lúc đó anh họ của ảnh là giám đốc âm nhạc. Giám đốc âm nhạc trong công ty. Dạ. Thì lúc đó em đang học ở tại đó cho nên là ảnh tới chơi, ảnh vừa đi du học về ảnh tới chơi. Thì lúc đó anh không có bạn, thì ảnh mới bu bu với mấy nhỏ gái như em vậy nè. Thì cứ chị Trinh cho em đi chơi với nhà chị Trinh. Tên thật em là Trinh. Dạ. Lúc đó thì cũng chị em thôi, không có suy nghĩ gì hết á. Dạ, khoảng 4-5 năm sau quay trở lại gặp nhau. Tự nhiên thấy đẹp trai hẳn nha. Nói nghe nè, đi du học về đúng không? Dạ. Đi du học ở đâu nè? Dạ, bên Singapore. Dạ. Bên Singapore về. Dạ. Lúc đó cho dù không đẹp như bây giờ đi chăng nữa thì chị đảm bảo vẫn có cái nét của bây giờ đúng không? Dạ, dạ. Và như vậy rõ ràng là đẹp chứ không hề xấu. Mắc mớ gì mà chọn có cái chị Trinh này mà không chọn chị khác. Thực lúc đó em mới vừa đi du học về thì coi như ở đây không có bạn gì hết. Ừ. Thì cứ đi theo người anh đó, rồi cứ đi chơi với anh đó, rồi lên gặp cô gái này và thêm hai cô gái nữa. Trọng tâm ở chỗ là tại vì lý do tại sao lại chọn cô này. Em đẹp đúng không? Cái gu của em thích là một cô gái cá tính, nhảy hip hop đồ đó. Rồi trong cái quá trình gặp gỡ thì cũng có đi chơi chung, cũng có giao tiếp, rồi nói chuyện qua lại cũng bình thường đây, nhưng mà vẫn chỉ coi như là chị em. Tự nhiên mấy năm sau thì tự nhiên bỗng nhiên ông này cũng mới chia tay, em cũng mới chia tay, xong giống như hai người free tự do, nên là tự nhiên gặp lại nhau đồng thì cảm. Nó có một cái cảm giác gì đó nó sét đánh em trước. Em không hiểu tại sao luôn. Nhưng mà khi mà sau cái quá trình mà 5 năm sau mà gặp lại đó, thì em lại xưng là xưng tên chứ không phải là xưng anh chị với em nữa. Kiểu lúc đó là thấy gái đẹp tên. Khi mà em gặp lại, dạ, em có cảm nhận được là Mia thích em không? Em cũng thấy giống như là vẫn thân thiết với nhau thôi. Nhưng mà em không cảm nhận được. Với lại một phần lúc đó em cũng giấu kín lắm, tại vì lúc trước đó trong công ty là ai cũng biết cái này là một cái cậu bé. Em là một cái đứa nó già quỷ, xong rồi tự nhiên bây giờ hai đứa quen nhau nó một cái trở ngại mà em sợ người khác suy nghĩ về em á. Là như vậy cho nên là em cảm thấy cái điều đó là sai rồi, cho nên là phải giấu đi, phải giấu đi. Giấu trong bao lâu? Giấu nó khoảng chừng một tuần thôi. Giấu lâu quá. Nhưng mà đến khi nào thì đó, đến trong một cái sự kiện nào? Dạ, đến khi ngày hôm đó có một cái buổi tiệc cùng với ông anh họ em luôn, thì xỉn vô rồi, say xỉn một chút xíu rồi thì ảnh mới nói là ủa hai đứa bay hợp nhau sao không quen nhau đi. Thì những cái câu nói đó nó giống như là để cho em suy nghĩ là nếu như hai đứa mình quen nhau thì người ta cũng suy nghĩ gì đâu, thấy cách cũng kỳ lắm đâu. Cái tự nhiên em open liền luôn. Open là em open chủ động là em open liền luôn. Xong cái em hỏi câu là ủa gì chứ giờ mình là gì của nhau vậy? Wow. Em hỏi thẳng luôn. Hỏi một câu thẳng thẳng. Rồi lúc đó bạn này trả lời sao? Mình là gì của nhau? Lúc em nói mình là người yêu của nhau. Wow. Wow. Đúng hả? Dạ, trả lời liền luôn. Lúc đó là trong cái tiệc đó. Dạ, trong cái tiệc đó luôn. Tên luôn. Dạ. Cả hai bạn có cái điểm gì nó giống và có điểm gì chung với nhau? Dạ, một cái điểm chung đó là em cảm nhận được cái tâm của anh này giống như em. Là ảnh rất là lành luôn. Dạ. Đôi lúc đó ảnh còn trẻ thì ảnh có hơi ngông cuồng chút xíu thôi, nhưng mà em vẫn nhìn sâu được bản chất của chồng em rất là lành tính. Cái đó nó làm em ấn tượng và nó kết nối được với em. Dạ. Mà có cái gì không hòa hợp không? Không hòa hợp là chồng em lúc đó, nguyên gia đình chồng em luôn, là đam mê mô tô, đam mê tốc độ. Mẹ chồng em có thể chạy từ đây qua tới Malaysia luôn. Đi khắp đất nước Việt Nam mà không thấy mệt. Gia đình chồng em cứ một đi một cái là nửa hát. Là cả nhà cùng kéo nhau đi hết. Dùng hết rồi. Giờ xem ngồi nổi. Dạ. Mẹ chồng là nhiêu tuổi rồi? Dạ mẹ chồng nhiêu ta? 962 á. 962. Sao có là hơn tôi 4 tuổi mà đi cái mô tô. Dạ trời ơi, em phải cung cấp
hình của mẹ chồng em cho chương trình mới được. Tại trời ơi, em cũng phải hay quá vậy, hết hồn luôn á, đi mà khủng hoảng luôn, đi bây giờ đi hơn chồng em luôn. Nhưng mà cái lần đầu tiên em gặp mẹ chồng em á, em có bị sốc không? Em hơi sượng là tại vì cái lần đầu đó mẹ chồng em không có biết nghệ sĩ là ai hết. Thì lần đầu tiên đó là mới có một tháng quen nhau là ông này dẫn em đi gặp mẹ chồng em trong cái buổi tiệc đi chơi của cả cái group mô tô. Xong rồi hôm đó tóc tai em thì vàng khè, xong rồi gặp mẹ chồng, cái mẹ chồng đi chỗ khác chứ. Xong cái lúc đó em cũng mờ nhạt hình ảnh, em cũng không biết làm sao để mà chào hỏi luôn. Xong em cũng im luôn. Xong rồi mấy tháng sau ông này mới thực sự dẫn em về nhà, giới thiệu đây là bạn gái của con. Nhưng mà cái lần thứ hai đó về thì sao? Dạ, lần thứ hai về thì rất là khác. À, đây con là bạn gái của Vương hả? Con nhiêu tuổi? Dạ bằng tuổi. Phải nói bằng tuổi luôn. Nhưng mà gia đình em thì sao? Gia đình em có biết bạn này nhỏ tuổi hơn em không? Dạ biết, ban đầu khi mà ban đầu thì vẫn giấu. Vẫn giấu, nhưng mà là nói nhỏ nhưng mà nhỏ hơn có 1 tuổi à. Trước khi mà về ra mắt đó là cấm luôn. Cản luôn. Biết nhỏ tuổi hơn gia đình cấm luôn. Dạ cấm cản là kêu là bây giờ thứ nhất nhỏ tuổi, thứ hai là không biết lo được cho em hay không. Xong rồi nói là không hợp tuổi. Rồi con là phải cái người lớn tuổi hơn, không có được quen vậy nó, nhưng mà cấm cản hoàn toàn. Thì trong cái giai đoạn mà quen ông này là em giấu. Xong rồi mẹ em vẫn làm mai cho em những cái người khác. Nhưng mà có khi nào mẹ tổ chức một cái buổi mà để cho em gặp gỡ với cái người mai mối đâu? Dạ gặp luôn. Xong rồi đi chơi với người đó phải chụp hình cho mẹ em coi. Là đang đi chơi như vậy đó mẹ. Mà trong thời điểm đó là em vẫn còn đang quen đó mẹ. Là hai đứa có cãi nhau. Thì cái thời gian đầu hai đứa giống, nói chung là sóng gió lắm. Mia là một người rất nóng tính. Em trước đây cũng là một người rất nóng tính. Hai cái nóng cộng lại thì nóng hơn. Đâm ra nó bành. Thì bây giờ tới bây giờ thì khác nhiều rồi. Nhưng mà lý do gì mà hai người lại quay lại với nhau? Em nghĩ nó là cái duyên á. Cái duyên á, tại vì lúc đó là cũng gần như là em xác nhận là em sắp quen anh kia luôn rồi á. Em cũng cố gắng em đi ăn với ảnh, em cũng gấp đồ ăn như gấp với chồng em, nhưng mà em lại cảm giác nó một cái cảm giác nó đơ, nó không có cảm giác gì hết. Em thấy tự nhiên em nổi da gà lên luôn. Là cái cảm giác nó kỳ cục lắm kìa. Xong rồi em không phải như, không thể như vậy được nữa. Thứ nhất là cũng tội nghiệp anh kia. Rồi em cũng dứt khoát với anh kia luôn để em quay lại với ông này, mà cũng quay lại lén lút. Lúc nhưng mà lúc đó khi mà gia đình em thấy em cắt đứt với anh kia thì gia đình em có la em không? Dạ cũng không ông, gia đình em cũng không biết. Anh kia anh cũng vẫn giữ nhắn tin cho em đều đặn vậy đó. Anh nói với mẹ của em là để con từ từ thuyết phục Mia nó dạng vậy. Rồi cái lần quay trở lại đó thì chắc chắn là tình cảm là kháng khích hơn với anh này. Với lại mẹ em từ khi mà mẹ em xác nhận cho hai đứa yêu nhau để tiến tới hôn nhân á là mẹ em thương ông này luôn. Cơ duyên nào mà mẹ em cho phép hai đứa tụi em yêu nhau? Dạ lúc đó tụi em lén sống thử. Tức là thật ra tụi em cũng lớn rồi, biết được là mình nên làm gì. Cũng phải là lén gì, nhưng mà tại vì em sợ ba mẹ em buồn thôi. Thì tụi em sống thử dọn nhà với ở chung. Không có nhà mà không ở, không ở nhà em. Xong rồi cái thời gian cái bị phát hiện ra, cái xong cái mẹ em mới nổi điên lên. Mẹ em mới gọi cho mẹ chồng em là: giờ chị thấy vậy coi bất hiếu không? Nghĩ sao sống chung vậy? Rồi giờ sao chị tính sao? Mẹ chồng em cưới luôn đi. Xong rồi tự nhiên hai đứa cưới luôn, hết hồn hết vía vậy. Thật ra tụi em tính là năm nay tụi em mới cưới nè. Nhưng mà cưới luôn năm ngoái. Coi như là mọi chuyện nó rất là bất ngờ. Rồi ảnh có bắt đầu thể hiện một cái màn cầu hôn lãng mạn với em? Dạ có, lúc đó cũng gần cưới rồi mà không thấy cầu hôn gì chứ. Vài tháng. Cái xong cái em nói ủa định quên luôn hay gì vậy? Không cầu hôn tôi gì vậy? Em này tự tin người ta chuẩn bị làm cái em nói vậy. Xong cái cũng lên nhà hàng đồ làm cầu hôn đồ. Cái nói em làm chồng anh nha. Tay đúng. Em làm chồng anh nha. Nói vậy là sai rồi, làm lại đi. Cái ngày hôm sau hẹn bạn bè đông đủ hết, lại một cái nơi lãng mạn tổ chức tiệc, cái bí mật lên cũng cầu hôn em một lần nữa. Em đồng ý lấy anh làm vợ nha. Cùng một nội dung. Cùng một nội dung. Nhưng mà cách nói khác. Sao lúc đó chữ rồi. Em nó bay văng nó hết trơn rồi. Rồi lần đó em có chỉnh không không? Dạ thì đó lúc đó em cũng chịu luôn. Thấy vui quá chứ. Chỉnh được không? Ông kêu làm lại lần 3 đó. Lần đầu thì Mia có xúc động nhưng mà chưa tới mức mà khóc. Còn cái lần thứ hai là ở Đà Lạt và có sự chứng kiến của chắc cũng phải 20 mấy người bạn á, rất là đông. Thì lúc đó Mia khóc giống như khóc òa luôn. Giống như là mặc dù lộn nhưng vẫn khóc luôn. Cảm động. Tại vì hai đứa cũng trải qua nhiều gian nan mới cưới nhau được. Rồi cứ làm đi, tụi em đi là cưới nhau được bao lâu rồi? Một năm 2 tháng.
Rồi có làm giấy hôn thú chưa? Dạ, tụi em quên luôn á. Dạ, thật ra là tụi em có làm rồi, nhưng mà cho đi về Vĩnh Long làm một cái giấy độc thân á, xong nó hẹn cái ngày á, cái tụi em lên đi làm xong rồi quên. Quên xong giờ cái phải làm lại cái đó nên tụi em lười biết. Nhưng mà chị nói nghe nè, hai đứa phải làm trong lúc còn đang rảnh rang nha. Dạ. Tại vì á không á là mai mốt mà có con một cái xong mà đi làm cái giấy đó để mà đăng ký giấy khai sanh rồi khai sanh cho con là rất mệt. Đúng rồi. Cho nên bây giờ là tranh thủ mà làm đi. Hồi xong chương trình thì xong về làm đi. Dạ, làm liền. Vậy là một năm hả? Lấy làm được một năm mấy rồi? Tháng 1 năm 2019. Dạ. Rồi có lòi ra cái tật xấu gì không? Đó. À, chồng em thứ nhất là ở dư áo mặc cả ngày rồi xong về cái bà đặt phơi mà phơi lên cái ghế salon á, cái phơi lên cho nó ủ thúi thúi chơi vậy, xong cái em mới lấy em đi giặt cái là hơi con mắt đứng giặt chưa dơ. Trời ơi, nó thúi quá nhiều, chưa dơ nữa. Nó sao em phải lén em đi gom đi giặt. Có bữa em giận quá cái em gom bỏ một rác luôn. Đó, xong sợ giờ đỡ rồi. Với lại thêm cái nết ngủ kỳ quá. Sao nó ngủ sao? Tự ngái xong tự giật mình. Lâu xì hơi giật mình cái nữa. Bị hốt hoảng trong giấc ngủ. Tức là tự ngáy tự giật mình với tiếng ngáy của mình luôn. Dạ. Đúng rồi, nói chung mỗi ngày em sống với lại sóng gió bão táp lúc mà ban đêm vậy á, em phải mua hai cái cục em nhét lỗ tai em mới ngủ được. Dạ. Nhưng mà nếu không có em ngủ không được. Nhưng mà là trước đây lúc mà sống thử là ảnh cũng ngáy vậy luôn hay sao? Dạ. Cái ngày đầu tiên mà hai đứa em ngủ chung ứ ừa. Tối đó tụi em mới vừa lãng mạn xong tự nhiên cái ảnh ngủ trước em, cái ảnh ngáy quá trời ngáy luôn, xong cái ảnh xì hơi cái lên đó thấy mẹ rồi hối hận quá lỡ trao thanh rồi trời ơi. Mà qua mấy bữa hôm sau thì đỡ hơn rồi, có bữa có bữa không, dạ lâu lâu mới một lần. Bây giờ từ không từ có là vậy. Là không được. Bây giờ không có là càng tốt. Bữa khi em đi làm ở xa đó em không về đó, trời ơi không có chồng ở giờ ngủ ngon sướng lắm, ngủ thẳng nhất luôn không ai. Nhưng mà buồn. Rồi còn gì nữa nè, vợ nổi tiếng nè, xinh đẹp nè, vậy có ghen không? Dạ ghen mà ghen ngầm, không có bộc lộ ra sợ quê hay sao. Năm giờ có cái mặt thiếu điều muốn nổi gân lên vậy đó chị. Mà có bao giờ thể hiện không? Dạ có mấy lần em đi tập gym á, thì tập gym xong sẽ có một cái bộ môn là căng cơ, thì cái người thầy đó người ta sẽ căng cơ cho mình, nhưng mà cái thế căng cơ nó hơi nhạy cảm. Cái ông này ông ngồi ông cười mà cái mặt ông giống như bị sượng đơ mà kiểu cười em mà nhìn là em biết cười mà cứng họng. Mà hỏi là ổ ghen hả? Không cơ, lúc đó không có làm vậy. Em thấy tại vì em cũng đi tập trung một chỗ thì em thấy căng cơ vậy đó, cái em làm ngồi kế bên nha. Rồi vậy thôi, em ngồi kế bên thôi. Kiểu là ngồi kế bên để cho cái người kia đừng có làm cái gì mà cũng áp lực. Dạ đúng rồi, ổng áp lực. Cuối năm ngoái em thi một cái chương trình truyền hình, thì có phần thi đó em phải đu dây, thì em đi tập đu dây, thì nào ngờ là tới đó anh thầy đu dây anh xám muối đẹp trai quá đi, xong thì đu dây lên anh phải ôm đồ quay đồ này kia chồng em, cái em nói nè chồng quay lại cái clip để hồi vợ về rồi vậy coi vậy tập lại hay gì này kia, về không thấy clip nào hết trơn. Mà ông run tay không phải không thèm quay luôn, nổi điên quay chỗ khác. Dạ giận bây giờ tự nhiên giữ lại cái hình ảnh sáu muối cho vợ nó coi hoài. Đó là cái tâm lý sao chú đàn ông mà chú phải hiểu cái tâm lý đó chứ chú. Thật sự luôn. Dạ. Em nhìn em thấy ngứa mắt lắm, tại vì đã ở dưới cái dây thì nắm dày thì vợ em thì đứng dày, còn cái anh thầy đó đứng đằng sau ảnh cứ vịn ảnh cứ sao sao á, phải giữ eo rồi đồ. Khi mà kéo dây bay lên là hai cái như dính chùm vậy đó. Ừ. Trời. Nhưng mà không quay luôn, đi ra chỗ khác luôn. Nhưng mà về là có tỏ thái độ không? Dạ không, ảnh thật ra ảnh là một cái người rất là hiền luôn á. Dạ kiểu giống như là mỗi lần giận lên. Dạ giận lên là giận vậy đó, nhưng mà cũng ráng kềm chế lại chứ chưa bao giờ mà phát ra một cái câu nào đó làm tổn thương em chứ. Tức là im lặng. Dạ. Ghen cũng trong im lặng, giận cũng trong im lặng. Thôi để bụng một xíu. Ủa vậy hả? Để bụng nhưng mà bụng dần dần nó hết. Là chứ nó không phải là hen. Rồi, giờ tôi biết lý do tại sao xì hơi trong giấc ngủ rồi. Là ép xuống đám tiền, xuống bao tử ruột non ruột già tống vẹt ra ngoài sao? Chính là như rồi, vậy. Nếu vậy thì thôi đừng có cho cái đó là tật xấu đi. Dạ. Tật cưng. Giờ tới em đó. Dạ. Búp bê sô cô la. Dạ. Cô ấy có tật xấu gì không? Thật ra vợ em cũng ít tật xấu lắm. Chỉ có là ngủ nhiều. Hay làm biếng. Nhưng mà lúc mà xiên lên rồi á là không ai cản được. Cái nhà hơi bừa chút xíu thì dụ như làm biếng là nằm luôn, không thèm làm luôn. Để cái chị giúp việc chị làm. Còn mà lúc mà xiên đó là từng cái ngóc cái ngách đó mà em có cản đi cách mấy có đâu có dơ đâu là bươi mở bươi hết ra cho cái nhà tùm lum lên hết, xong bắt đầu xếp lại ngay từ đầu. Hơi kỹ tính nhưng mà nóng tính lắm, ở nhà chửi em hoài. Mỗi lần mà vợ em mà nóng tính lên ngoài cái chuyện quát ra thì cổ còn cái gì nữa có đập đồ không?
Có, dạ có đập đồ. À, lúc cô đập đồ lên vậy thì em lúc đó như thế nào? Sau này em hiểu tính rồi, vợ mà nóng là em phải lạnh, giống như là bản thân em không được phép bật lại bất cứ cái gì hết trơn á. Có nghĩa là cho nó đấm vô bông gòn, nó đấm mồi mỏi tay tự nó ngưng đúng không? Nhưng mà đập đồ là đập đồ quý không? Chứ còn nhiều khi khôn lắm. Giống như đập em vậy đó. Đồ. Ông không trúng hả? Điện thoại. Lửa. Điện thoại là cất lại. Chết rồi kìa ơi, em nằm trong cái dạng đập đồ ngu. Trời vậy là đập điện thoại. Có nghĩa là tức lên đập là không suy nghĩ luôn. Dạ đúng rồi, em không suy nghĩ bất cứ đập điện thoại, em đập tivi, em đập tùm lum. Xong rồi ở nhà chồng em có một cái bộ sưu tập nón bảo hiểm để đi mô tô thì mỗi cái mấy chục triệu rồi đó. Cái em bình thường là em sẽ xếp, em lao gọn để em sắp xếp lên tới chừng em đi em luộc. Trời ơi má ơi. Vậy là bây giờ á, cái chỗ nào má hay đập đồ á, sắm đồ nhựa hết đi. Mỗi lần gây lon vậy đó, để cái gì mà đập. Nó mà không có thay đổi là thời gian sau gia đình em xài đồ nhựa. Đưa anh chị em nghệ sĩ về coi nhà, thăm nhà đi thường nha, mày sao đồ nhựa mày. Nhưng mà bây giờ là hết rồi phải không? Từ khi mà tụi em kết hôn. Nhưng mà anh cũng muốn biết là cái lúc mà cái cơn mà của chồng em mà giận lên, cái đỉnh điểm của chồng em giận lên đó là như thế nào? Điểm chồng em là lúc mà em túi bụi em như một con điên luôn á, là chồng em nắm lại, chặt lại cái. Xong nhìn em cái, bình tĩnh, giờ bình tĩnh. Cái nào lộn, nó rất là tình bình. Cái đó con, em tình bình con, em tình bình coi. Giống như em về làm chồng anh nghe đó. Thở thở nè, rồi giờ em mong muốn Mia thay đổi điều gì? Và em là vẫn là như vậy, vẫn yêu thương em, vẫn lo chăm sóc cho gia đình, rồi vẫn là vẫn xinh đẹp, vẫn hát hay, rồi nói chung là vẫn là em thôi. Tại vì em cũng không có muốn thay đổi gì. Có cần bớt nóng tính lại không? Cái đó giống như là muối mắm muối nêm thêm cho tình yêu nó vui thêm thôi. Trời ơi, rồi nó đập đồ nữa là tiền đó mà sắm ông. Phải mong muốn thay đổi. Nhân cơ hội này em phải mong muốn. Em phải bớt nóng lại, bớt chửi anh lại. Nhẹ nhàng lại chút xíu, đừng có đàn ông quá. Giống như có hai đàn ông trong nhà vậy đó. Đàn ông lại chút xíu. Thôi Mia. Dạ. Thấy búp bê không? Thấy búp bê sô-cô-la thấy ghét không? Vợ em chỉ mong muốn vậy thôi. Đừng chỉ là như vậy thôi. Chích cho một cái nói đó. Muốn em bốn cái cho Mia. Rồi giờ tới Mia đó. Dạ. Mà muốn anh ấy thay đổi điều gì? Thật sự á, đối với chồng em á, chồng em ở thời điểm hiện tại là đã quá tốt với em rồi. Dạ. Quá dễ thương, dạ, so cute. Dạ, đúng không? Dạ, em không cần chồng em thay đổi gì hết, chỉ là phát huy ở những cái điểm tốt thôi. Đúng. Nhưng quan trọng là đừng có xì hơi ban đêm. Không xì là nó bục ra. Nó phải xuống. Xì đi. Đừng có nói lộn nữa. Tình bính, em tình bính. Cưng quá. Nhưng là em yêu chồng em là yêu từ đỉnh đầu tới gốc chân. Em yêu tất cả đó. Mặc dù có những cái tính xấu này kia kia nọ, nhưng mà duy nhất một điều mà em không chấp nhận được đó là nếu như có một người mới, có một người bạn gái mới hay gì đó, hay có một người nào đó để ý mới thì hãy nói với em. Em lúc nào em cũng nói với chồng em vậy hết trơn á, là em cho anh đi với người đó nè. Giờ chị đổi, chị chỉnh chút xíu thôi. Dạ. Em đừng có nói cái chữ là yêu người mới. Dạ. em phải nói nó sớm hơn, có nghĩa là anh chuẩn bị say nắng ai làm cho nói với em. Dạ. Đó, nhớ nghe. Dạ, dạ, đó dạ. Là chận từ cái thủa dạ, bơ dơ mới về. Chứ mà quen rồi là vô tới quen nhà rồi là vô tới nhà rồi đó. Dạ, dạ. Hai đứa cưng quá. Ừ, dễ thương quá. Bây giờ nè, lần đầu á em làm chồng anh nghe. Lần thứ hai em có đồng ý ra làm vợ không? Chưa trọn vẹn thôi, hôm nay nhân cơ hội trên sân khấu này có muốn nói là một lần nữa mà cho nó trọn vẹn hay không? Nghe chưa? Dạ. Rồi. Đó, đứng lên nè. Cưng ghê không? Trời ơi, nói lộn nữa. Em làm vợ anh nha. Đúng rồi. Được rồi. Trả lời. Dạ, trả lời. Dạ. Em sẽ làm vợ anh. Rồi, cảm ơn hai bạn. Một cặp đôi rất là dễ thương, rất là hạnh phúc. Dạ. Và không có gì hơn là chúc hai bạn có hạnh phúc như thế này. Dạ. Và nếu được, màu của em bé để cho cả hai bên nội ngoại đều vui. Dạ. Tên là Thiện, năm nay em 26 tuổi, đang là nhân viên ở công ty VNG. Rồi, còn em? Em tên là Quỳnh, năm nay em 24 tuổi và đang là nhân viên công ty VNG. Hai bạn là đồng nghiệp, chắc có lẽ là quen tình yêu của bạn là công ty luôn. Dạ không, tụi em quen nhau từ lúc chơi game. Thì em là chủ một cái vui trong game. Trong bang em có một cái anh đó. Thì anh bữa đó anh mới nói là: Thiện ơi, anh mới để bé này xinh lắm, cũng chơi game của mình, bữa nào á thì anh dẫn mày đi gặp, rồi mày cho anh lời khuyên thôi, cách nào để mà cua đổ bé này. Tức là anh nó nhờ em tư vấn cho cua quân sư này. Đúng không? Dạ đúng, đúng. Cái bữa đấy là em đi học anh văn rồi, thì anh mới alo điện thoại cho em, anh mới kêu chứ Thiện ơi, mời được ra rồi nè.
Giờ ra với lại anh đi. Thế là anh chạy ra quán cà phê thì gặp anh đó với mấy người nữa, với có vợ em ngồi đó luôn. Sao sao lúc đó gặp đúng rồi, cảm giác chán quá, chán người xinh quá. Là trong game ta gọi là bị trưởng đó. Bị stun đó, bị stun. Anh nói thật là lúc đó là em mới chơi game hay là em đã chơi game lâu rồi? Dạ lúc đó là em đang làm cộng tác viên cho VNG. Em là người đi mời các bạn chơi cái game đó. Cho nên em cũng chơi chung với mọi người luôn. Về chơi mồi đó phải. Rồi vậy thì chắc chắn một điều là khi mà em ra em gặp em đứng hình bị stun với cô, với nhan sắc của cô này, thì là cái anh mà nhờ em tư vấn chắc chắn anh bứt cửa rồi đâu. Dạ không, lúc đó thì em stun trong lòng thôi, em đâu có để lộ ra mặt đâu. Anh kia em đến trước rồi, ảnh nhờ mình tư vấn là mình im lặng, mình giữ trong lòng đâu dám nói đâu. Mà có chỉ bảo nhiệt tình cho ảnh không? Dạ không. Chị hỏi vậy thôi, rồi. Chị biết thường. Rồi bây giờ nè, sau bữa đó rồi có quyết định là tấn công không? Do anh kia đến trước, mình đến sau thôi, mình chấp nhận. Không có giật dạng như là giật bồ của bạn được. Cái xong rồi sáng hôm sau thì em thấy có dòng tin nhắn rủ là anh ơi, dắt em đi quán quái với. Là của tin nhắn của vợ em qua cho em. Thế là em mừng trong lòng đó. Trời cái này chắc khoái mình rồi, khoái gì kia. Sao em nhắn vậy? Dạ, thật ra là lúc đó là em muốn nhờ mấy anh trong ban, nhưng mà mọi người chơi với nhau á thì người ta có mặt ti hết rồi, gần như là full rồi. Thế là em mới hỏi cái anh bạn của anh này, anh kêu là em rủ Thiện đi chắc là được đó, thì em mới chat qua thôi chứ em cũng đâu có ý gì đâu. Có nghĩa là để lên level thôi phải không? Dạ đúng rồi. Rồi, là công việc thôi. Nói như vậy tức nghĩa là em là người tấn công trước tiên luôn. Đúng ra là do cái sự hiểu lầm đó thì em mới tấn công lên. Em cứ tưởng là tin mình đó, tự tin tấn công đúng không? Rồi là ATSM ảo tưởng sức mạnh quá. Đang học được cái đó. Rồi cái cách tấn công của em chắc chắn nó cũng phải có dính dáng tới game ở trong đó, thấy không? Tỏ cầu tỏ tình sao? Cái bữa đó em mới quyết định là em bỏ cái bàn em luôn. Em nhảy qua bên ban bên vợ em luôn. Ban chủ bỏ cuộc chơi á. Đó, bây giờ anh hỏi này, hồi nãy anh hỏi là gì? Ảo tưởng sức mạnh hả? ATSM, còn riêng em anh xin tặng em 4 chữ MG bờ bờ. Là mê gái bỏ ban. Em rồi cái lúc mà ổng MG bờ bờ, em có biết rằng là ổng vì mình mà ổng bỏ bờ bờ. Lúc đầu em cũng không có để ý lắm, tại vì lúc đó em đã có bạn trai rồi. Em không có nghĩ gì hết. Thời gian sau mới bắt đầu tấn công dữ dội. Lúc đó là ở trong game thôi, thì ảnh hẹn em ra, anh kêu là anh có quà cho em nè. Thế là em mới đi ra, em thấy ảnh tặng cho em một con voi. Mà lúc đó là cái con voi đó là rất là hiếm, mà phải chơi rất là lâu, tích lũy đủ thứ mới đổi được cái con đó. Trời ơi là... dám tặng giống như bây giờ ở ngoài đời là tặng một xoàng là 4 camera đó, mà dám mua một con voi tặng. Rồi con voi đó làm sao? Anh không nói gì hết, anh chỉ nói là anh tặng cho em thôi. Thì anh bỏ lên thì em chấp nhận, em nhận thôi. Trời, nhưng mà em chắc chắn là em phải có suy nghĩ đúng không? Phải có một suy nghĩ tại sao này muốn tặng con voi. Lúc đó chưa kịp nghĩ thì anh đã nói rồi. Nói gì? Cái lúc đấy thì nói chung là vô tính toán em hết rồi. Cái này là gai keo á, là em dồn hết tài sản rồi vô. Đó là quyết tâm mua con voi đó. Nếu như được con voi đó thì mình phải bỏ những cái gì? Là mình phải tốn vàng trong game. Thứ hai nữa là phải mỗi ngày đổi một tí. Đó thì em tổng hợp từ đó đến giờ chơi bao lâu em dồn hết vô mới đổi được. Tức là nếu mà tính ra ngoài đời á, giá trị thị trường là nhiêu? Chắc cũng phải mấy triệu. Mấy triệu rồi sao nữa? Cái xong rồi em mới nghĩ bây giờ nếu mà mình tặng á, mà mình kêu giờ em nhận á, em làm bạn gái anh, không nhận á thì trả lại anh, thì chắc không chịu đâu. Thế là phải chiêu là em đưa con voi qua trước, em kêu là thôi anh tặng em voi nè, lấy đi. Ok một phát là xong rồi, là em mới nói chứ giờ em nhận voi, nếu như mà em đồng ý á là bạn gái anh á thì em cưỡi voi lên em bay đi. Hả? Còn nếu như mà em không chịu á, em tự tay em xá voi đi. Cưỡi là chắc một điều là không bao giờ xóa con voi đó đúng không? Thích quá trời rồi muốn gì xóa. Nhận luôn, nhưng mà im lặng cỡ lên bay đi, xong rồi chát lại là em đi nha ông xã. Rồi sao? Lúc đó là bắt đầu quen trong game, dạ mừng lắm, quá mừng quá vui luôn. Nhưng mà anh em cũng chưa dám tấn công ở ngoài. Đến bao lâu thì em mới cho anh này cơ hội và quyết định quen nhanh? Một thời gian sau thì em với bạn trai em chia tay. Nhưng mà em cũng không có nói cho anh biết, tại vì em biết nếu em nói ra là bắt đầu anh sẽ tấn công dồn dập. Em con voi nữa. Nhưng mà anh cứ hỏi hoài, em với bạn trai em giờ này sao? Xong cái sau anh phát hiện ra cái bắt đầu tấn công rồi, tỏ tình các kiểu à, làm bạn gái anh nha này nọ, thì lúc đó em mới đồng ý. Rồi quen nhau á, là vợ em đẹp vậy em có sợ mất bà xã không? Dạ có chứ. Rồi em giữ bằng cách nào? Em kiểm soát cũng hơi chặt chẽ xíu.
ảnh ghen lắm luôn á. Tôi quen với ảnh sao em biết ra đường mặc đồ mà, ví dụ như em mặc áo ba lỗ đi và quần sọt đi là không cho đi luôn. Giờ em phải đi vô thay đồ đi mới được, không mà đứng ở ngoài luôn, nhất định không đi. Mặc quần dài, áo có sơ mi có tay rồi gài lên tới cổ vậy nè. Đi đâu cái bạn bè em hỏi trời sao cho em ngắn mặc gì kỹ vậy. Hên là em ở Việt Nam nha, chứ em ở cái miệt mà trung trung á là coi như bịch luôn, nó còn có con mắt. Mà sao cái này em lại cái này là tự tin như vậy, mình phòng bệnh anh, phòng bệnh hơn chữa bệnh. Sao bữa nay ăn mặc nữa là quá sexy rồi. Bữa nay lên truyền hình anh cho mà. Vậy là cả nước thấy luôn rồi. Nói từ sau bữa nay phá lệ luôn đi, thấy hết trơn rồi. Thấy từ ra nó phá rồi. Em đã có mẹ chồng em bấm xem. Là mẹ chồng em nói con cứ mặc đi, kệ nó, để đó mẹ. Vậy là bởi vậy bây giờ em mới được mặc đồ như vậy nè. Tại sao mẹ chồng em lại đặc biệt như vậy? Thứ nhất là mẹ chồng em rất là modern, rất là dễ thương, ăn mặc cũng rất là đẹp. Thứ hai là mẹ chồng em từ đầu đã nói với em là mẹ thương con lắm. Mẹ thương con nhất là tại vì lấy phải thằng chồng vậy. Giống ba luôn. Trời ơi. Tại mẹ em á cũng bị cái cảnh giống vậy. Áp giá từ ba em cũng vậy. Hồi xưa ba cũng áp dụng với mẹ y vậy. Có nghĩa là cái kiểu này là giống như là ghen gen. Em có gen. Coi như mẹ chồng là hậu thuẫn rồi. Mẹ có mua đồ cho dạ em có, không? Mẹ cũng mua toàn là quần sọt với áo ống không à. Rồi mỗi lần mặc về chồng em có dám ho hé vậy dạ không? Sao dám nói. À, nói nghe nè, rồi vậy thì bao lâu rồi hai bạn mới lấy nhau? Gần 3 năm. Vậy thì sau khi mà đám cưới thì chắc chắn các bạn sẽ có những sự bất ngờ về người bạn đời của mình. Chứ thì anh hỏi em, em thấy vợ em có cái gì mà khác biệt hơn so với lúc mà yêu nhau? Lúc yêu thì đẹp lắm anh, cái gì cũng hoàn hảo trong mắt em đó, mà cưới về có mấy lòi ra mấy cái. Cái gì vậy? Thứ nhất á, không có biết quản lý chi tiêu tiền bạc. Là hả, mà cầm tiền trong tay á là 100 ngàn cũng hết, 1 triệu cũng hết, mà thậm chí 5 triệu, 10 triệu cũng hết. Mà lúc nào cũng có cái lý do rất là chính đáng đối với em á, không thể nào mà em nói được. Là gì? Hay ở chỗ đó. Thì đúng rồi anh, thì ví dụ như đi chơi với bạn bè cũng phải trả tiền. Trả lẽ bắt người ta trả hoài thì xe nhau mà đúng trả rồi. Thôi. Rồi thí dụ như tới ngày lễ gì đó thì em đi mua quà tặng cho chồng. Sẵn em mua cho em luôn. Dạ. Cũng chính đáng không? Chính đáng đúng không? Hả? Ủa vậy em là người quản lý chi tiêu đúng không? Dạ, đến thời điểm này thì em phải có biện pháp là như vậy. À, trước đây là... Trước đây là vợ em. Bây giờ cũng khuyên em lên ngôi rồi. Bây giờ hỏi em nè, ông chồng em có thật xấu gì? Trời, thay đổi. Kể hết đi em. Xanh sạch luôn anh, rất là ngạc nhiên luôn. Lộ hết mặt ra. Hồi lúc trước nói chuyện với em thì cứ kêu là em ơi, em sao em nói ít quá vậy, em nói chuyện với anh đi, thế này thế nọ. Về nhà thì sao em nói hoài vậy? Sao em nói nhiều quá vậy, em đừng nói nó được không? Thế bây giờ em có muốn chồng em thay đổi điều gì? Quan tâm hơn. Ủa, nói gì chồng em không quan tâm à? Không phải, có nghĩa là theo như cái ảnh nghĩ á, như vậy đã là ảnh rất quan tâm em rồi. Nhưng mà theo như em nghĩ thì như vậy là vẫn chưa đủ. Ví dụ như ảnh chỉ nghĩ trong đầu thôi, em không hiểu được. Như những chuyện bình thường như mình phải chia sẻ với nhau, nói chuyện với nhau. Hai vợ chồng lâu lâu cũng đi chơi, cũng giống như là hâm nóng tình cảm, chứ không phải là cưới nhau rồi xong cái cứ đi làm, xong rồi về nhà, xong cái đi làm, xong về nhà, cứ vậy hoài. Em thấy không, bao nhiêu cặp thì bấy nhiêu cặp, các bà vợ đều có một cái mong muốn là chồng nên quan tâm tới mình hơn một chút nữa. Có nghĩa là cái yếu tố tinh thần ở đây rất là quan trọng, rất là cần thiết trong cái quan hệ vợ chồng. Nói đúng với từ chuyên môn, quan tâm sâu sắc hơn. Thế còn em muốn vợ em thay đổi điều gì? Em mong muốn vợ em là hãy biết chi tiêu cái tiền gọi là đúng biết chỗ. Chi tiêu quán xuyến, quản lý cái quỹ tài sản của gia đình một cách hợp lý. Sau này còn phải để dành tiền cho em bé nữa. Thực sự hai bạn này kể xấu vậy nhưng mà thấy cả hai người đều gọi là có một cái gì đó rất là mãn nguyện trong cái cuộc sống hôn nhân hiện giờ, đúng không? Dạ. Em là may mắn là em được mẹ chồng cưng là thế lực lắm đó nghe. Còn em là em đã sở hữu một cái bông hoa quá là nhan sắc như thế này, ráng mà giữ. Đúng không? Chết rồi, chị nói vậy chết em rồi. Thật sự á, bây giờ em đã nắm được cái bông hoa này rồi. Cái quan trọng là em nắm được cái hồn. Gọi là giữ cái hồn, phần hồn với giữ phần xác một chi. Xác giữ rồi. Sở hữu cho mới giữ. Chúc hai bạn luôn luôn lúc nào cũng vui tươi. Và mau chóng có một em bé để cho vui cửa vui nhà và... Dạ, em cảm ơn chị. Con tên là Nguyễn Quang Dũng, sinh năm 1997. Hiện tại con đang làm lập trình viên ở ngoài Hà Nội. Nguyễn Quang Dũng. Vâng. Một cái tên nó rất là giống rất là ca sĩ luôn á. Không biết là mẹ con trước có mê anh Quang Dũng không ạ? Có. Mẹ con bảo là hồi đấy mẹ con đặt tên con theo ca sĩ Quang Dũng. Ồ vậy hả? Rồi vâng. khi mà con lớn lên rồi con có thích chú Quang Dũng hát không? Con thì con mới chỉ nghe một vài lần nhưng mà chắc là cũng có. Con cũng thích cái dòng nhạc đó đúng không?
Tại vì cái cách của con cũng rất là quan dũng luôn á. Con rất là điềm đạm, rất là đỉnh đạt á. Và cũng đẹp trai giống như chú Dũng vậy đó. Rồi mời vợ Dũng. Dạ vâng, con chào cô chú ạ. Con tên là Nguyễn Ngọc Huyền. Con cũng sinh năm 97 ạ. Hôm nay mình lại vừa có nhạc trẻ vừa có cải lương nữa. Thế mẹ con có mê chị Ngọc Huyền không? Dạ, chắc là mẹ con cũng mê nhưng mà mẹ con không kể cho con nữa. Chắc là vậy đấy. Vâng. Rồi, thì con đang làm công việc gì? Hiện tại thì con đang làm sáng tạo nội dung cũng như là làm freelance, marketing freelance. Mà con cũng bằng tuổi với Dũng luôn. Dạ vâng, hai vợ con bằng tuổi nhau ạ. Vậy hai vợ chồng chắc là có một cái mối tình thanh mai trúc mã. Quen nhau từ thời đi học đúng không? Vâng. Vợ con gặp nhau ở trường đại học hồi năm nhất đại học. Năm thứ nhất đại học. Vâng. Thế tại sao lại một đứa cứ như con xếu ấy, xong rồi lại gặp một cái con bé gọi là trẻ trôi nước như thế mà lại yêu nhau là thế nào? Em kể. Sao vậy? Em kể đi. Vâng. Thì gặp nhau ở đâu? Vâng. Lần đầu tiên bọn con gặp nhau thì bọn con gặp nhau ở sân bóng của trường đại học ạ. Thì đợt đấy là con tức là bọn con lên trường nhập học sớm. Thì con lên xong rồi con thấy kiểu buổi tối thì không có việc gì làm ấy. Thế thì con thì ở nhà thì cũng hay xem bóng đá với bố. Thế là con đi xuống sân bóng để ngồi xem bóng đá. Thế lúc mà con xuống thì là bạn này bạn đang đá bóng ở dưới. Thế nhưng mà nói thật là lúc đấy con chỉ xuống để mục đích là xem bóng đá chứ con cũng không biết là ai đá bóng trên sân. Thế sau khi mà các bạn ấy đá bóng xong thì có một thầy giáo là thầy phụ trách bọn con, thầy quản lý ký túc xá. Thế thầy ra thầy gặp mấy đứa con gái mà ngồi xem bóng đá ấy. Thì thầy bảo là thế mấy đứa cũng thích xem bóng đá à? Thì hay là để thầy tập hợp một đội bóng đá nữ cho các em đá bóng với nhau thì được không? Thì lúc đấy bọn con cũng thấy thú vị nên bọn con đồng ý luôn. Thế thầy bảo là thế nhưng mà con gái thì cũng không biết nhiều đá bóng, hay là để thầy cho các bạn nam làm huấn luyện viên. Thì là chính là các bạn này đang đá bóng trên sân. Thế con thấy thầy nói thế xong với bọn con, xong thầy ra nói gì đó với các bạn này. Thế một lúc sau thì chắc là chỉ tầm khoảng 3 đến 5 phút sau thôi, thì tự nhiên con thấy có hai bạn nam lao về phía con. Xong rồi các bạn ấy đứng đấy, xong rồi hai bạn ấy bảo là hai bạn ấy, một trong hai bạn sẽ là huấn luyện viên của con. Thế lúc đấy thì kiểu con cũng không hiểu là tại sao tự nhiên bạn ấy lao về phía mình xong là một huấn luyện viên. Thế sau này thì con hỏi lại thì mới biết là lúc đấy thầy mới ra bảo với các bạn nam là đi bê quân phục hộ thầy. Nếu mà chúng mày bê được quân phục hộ thầy thì thầy sẽ cho chúng mày hướng dẫn các bạn nữ. Tức là kiểu như là lao động không mất phí đấy ạ. Vâng. Trong hai bạn huấn luyện viên mà lao tới con đó, vâng, có bạn Dũng này không? Vâng, có ạ. Vâng. Cuối cùng ai là người huấn luyện con? Lúc đấy là có con với một thằng nữa là bạn thân của bọn con bây giờ. Thì lao đến thì xong cuối cùng con là người chiến thắng. con làm gì để được chiến thắng và đây để con kể sâu hơn một tí. Hồi đấy là bọn con mới lên trường đại học thì trường con là có cái đi quân sự một tháng trước khi vào nhập học. Thì hôm đấy là kiểu đồng phục, kiểu quân phục từ trường dạy trường quân đội trở về trường con, thì thầy mới nhờ bọn con đến và bê cái đống quân phục đấy từ trên xe xuống. Thầy bảo là thằng nào mà bê nhanh nhất thì thầy sẽ cho ra chọn các bạn nữ đầu tiên. Còn ai mà chậm nhất thì sẽ là người chọn cuối cùng. Đấy, thì con thì chắc cũng chân dài hơn các bạn một tí. chạy nhanh hơn thì con là chạy đến trước, xong bạn kia đến sau con một tí thôi. Thế nhưng mà gần, sao gần... con lại lao phắn vào con bé này mà lại không phải là con bé khác? Đó. Vâng. Thì hồi đấy là hôm đấy là vợ con là mặc quần áo thể thao và là mặc đội bộ đội mà con yêu thích là Barcelona. Tức là mặc, từ xa là con đã nhìn thấy là có một nhưng con mà bé và mặc quần áo thể thao rồi. Là đã tia rồi đúng không? Nhưng mà con thấy cái gương mặt của cô này với dáng dấp cô cổ là con có thấy xinh không? Con thấy hợp với mình không? Con vẫn luôn bảo vợ con là con thích vợ con từ cái nhìn đầu tiên. Cái lúc mà nhìn thấy là con cũng đã thích rồi, từ mặt này xong rồi đến kiểu dáng vóc con thích kiểu bé bé. Để con dễ bảo vệ đúng không? Xong lại còn mặc quần áo thể thao mà đội con mặc thích đúng nữa. Đúng cái đội con yêu thích nữa, thế là thôi xong. Rồi là có hai anh huấn luyện viên. Đúng không? Tại vì hai huấn luyện viên coi như là thi nhau. Đây này nhưng mà chân dài hơn, nó chạy nhanh hơn đằng kia. Cho nên là chiến thắng. Rồi chiến thắng là một kèm một. Dạ vâng. Ngoài kèm con ra thì chú hỏi nè. Dạ. Còn kèm thêm cô gái nào không? Lúc đấy thì thật ra là con cũng chưa có quan tâm sâu như thế. Thì con không biết nhưng mà con đoán là hình như là kèm một mình con. Thế thì con vẫn nhớ là chồng con ra một cái là xin số điện thoại luôn. Tức là thầy chưa nói gì là xin số điện thoại luôn. Bảo là bây giờ làm huấn luyện viên thì phải có số điện thoại. Thế là lần đầu tiên con lưu số chồng con trong danh bạ là Dũng huấn luyện viên. Sau đấy thì bọn con có thêm hai lần nữa để xuống gọi là tập bóng đá với nhau đấy. Và sau hai lần thì đội bóng tan rã. Đội bóng nữ tan rã. Vâng, tại vì là thật ra là các bạn nữ lúc đấy xuống ngồi chơi vui thôi, nhưng mà đến lúc đi đá bóng thật thì thấy hơi mệt. Vâng, mệt lắm con ơi. Vâng. Đấy. Rồi, xong rồi mà... có những đứa mà nó thích thật thì không nói. Giống như chị đi mà chị mà đá bóng thì chị sẽ thấy rất vô nghĩa, là bởi vì tại sao chị cứ phải tranh giành một cái trái bóng như vậy trong khi chị không có sức để chị chạy, em hiểu không? Rồi vô phước mà nó ngã xong rồi chầy chỗ mặt mày đấy thì chết. Ai cũng suy nghĩ như chị thì làm gì có đội bóng nữ vinh quang coi như là vô địch thì bởi vậy mới nói châu Á. Cho nên chị có bao giờ làm được
vận động viên đâu. Chị chỉ làm cổ vũ thôi. Đó. Rồi Dũng ơi, dạ. Sau đó là có số điện thoại thì chắc có lẽ là đêm ngày nhắn tin cho nàng đúng không? Không, nếu mà thế thì hơi vồ vập. Hồi đấy con cũng có chiến thuật lắm. Con chỉ tìm có số điện thoại, con chỉ tìm Facebook với cả kết bạn Zalo các thứ thôi. Thế xong rồi dần dần thì con mới kiểu không, con mới nói chuyện dần dần kiểu cưa cẩm thôi chứ không phải là kiểu tán một cách trực tiếp đâu. Nhưng mà con biết là anh thích mình không? Thật ra là lúc đấy là con mới vào đại học thì mới chia tay một mối tình hồi cấp 3. Lúc lên đại học con nghĩ là không yêu ai hết, mình sẽ không yêu ai cả, lên đại học và học hành. Thế nên là lúc mà con lên ấy thì là trường con thì đặc thù là con học FPT thì là có rất nhiều nam nhưng mà ít nữ. Thế là lúc mà con lên thì cũng có rất nhiều bạn trai thì cũng thích thích. Thế các bạn tán ấy, nhưng mà con thì dự định là không yêu ai mà. Thế nên là ai mà tiếp xúc với con mà theo kiểu là hơi tán tỉnh mà định là để yêu đương ấy thì là con tránh luôn. Thế riêng bạn này thì bạn ấy nhắn tin và theo kiểu như kiểu bạn bè thôi. Ví dụ mà đi chơi thì bạn ấy cũng sẽ không rủ con đi chơi riêng, xong rồi cố gắng để gần gũi thân mật quá, mà bạn ấy sẽ đi chơi cùng với nhóm bạn của con hoặc là sẽ rủ con đi chơi chung với nhóm bạn của bạn ấy. Thế con lúc đấy con ngây thơ lắm, con tưởng là chắc là định kết bạn thật, chắc là không định tán tỉnh cơ cẩm gì mình đâu. Thế là con đồng ý chơi cùng, thế là con cũng nói chuyện và sau dần thì con cảm thấy là bạn ấy cũng thân thiện đáng yêu mà đặc biệt là vui tính ấy, con thích người vui tính. Thế nên là mình cũng không phòng hờ. Thế nhưng mà con vâng, đúng. Mỗi lần con nói chuyện với Dũng từng cái năm thì con có thấy mỏi cổ không? Có ạ. Chứ cô là cô cảm giác mỏi lắm ấy. Vâng. Từ cái thế con, này. Con vừa phải đi khám thoát vị đĩa đệm. Nhưng mà hồi đó là Dũng là có nghĩa là cái chiều cao của con với Dũng là vâng. Từ lúc đó cho tới bây giờ là không thay đổi. Vâng, vâng. Đúng rồi ạ. Thật ra thì chiều cao của con nó dừng thay đổi từ lớp 6 rồi ạ. Vâng. Ôi mà đến khi nào thì con mới coi như là mượn một cái cơ hội để mà con bày tỏ cái tình cảm của mình cho Huyền. Thì con thì cái hồi đấy con cũng kiểu nói chung là thông qua nói chuyện thì con cũng biết là bạn ấy cũng mới chia tay một cái mối quan hệ. Nên là con nghĩ là chưa nên vồ vập lắm. Nói chung là sau cái ngày bọn con quen nhau thì phải tầm nửa năm sau thì con mới chính thức tỏ tình. Trong cái quá trình đấy thì con tấn công nhưng mà như không tấn công. Tấn công mà như không tấn công là sao? Vâng. Kinh lắm. Vụ này con xin ôi cái loài sinh năm 97 nó kinh lắm. Thằng Trê Phi cũng như vậy đấy, lúc nào cũng coi như mặt lúc nào cũng bơ ra mà coi như là thờ ơ với tất cả mọi thứ, coi như là tính toán hết đấy. Đúng rồi, nó tính hết đấy. Rồi sao con? Vụ này con xin phép được kể với con bị gài ạ. Thì đấy, tức con bị gài đúng không? Vâng. Thì lúc nãy con có kể với cô chú là bọn con đi học quân sự. Thế thì trong cái hôm đấy là ngày 20 tháng 10. Thế con đang ngủ trưa, tức là giữa trưa, 12 giờ trưa. Thì con nghe thấy tiếng loa gọi xuống là Nguyễn Ngọc Huyền, lớp trưởng lớp PC1117 đi xuống sân tập trung. Nếu như mà bạn không xuống thì cả phòng sẽ bị phạt. Thế con tưởng là con làm gì đấy, bị phạt. Thế con sợ quá, con đi ra thì vừa thò đầu ra con thấy có một trái tim ở giữa sân trường. Thế là tất cả các bạn nam xếp thành một hình trái tim ở giữa sân trường. Thế là con bảo ơ, thế nào lại ai tỏ tình mình, là con sợ con chạy luôn vào trong phòng. Thế xong lúc sau thì con thấy thầy giáo lên tận nơi. Thầy giáo lên, thầy giáo bảo là các bạn định tặng hoa cho em thôi, không có gì đâu thì em xuống đi. Thế xong các rồi các bạn là nhiều người á. Vâng, đấy thì con nghĩ là các bạn nam định tặng hoa cho các bạn nữ. Thế là con xuống là nó xếp hình trái tim. Vâng. Đúng. Chắc ông này đầu tiêu. Vâng. Ông này là kịch bản của ông này. Đấy, ông lập trình mà. Là tỏ tình, là tỏ tình này chắc là tỏ tình tập thể. Đấy, nghe thì có vẻ thế ạ. Vâng. Thì lúc mà con xuống đến nơi ấy, thì con mới biết là đấy là chương trình tặng hoa, mang tiếng là chương trình tặng hoa 20 tháng 10. Và thầy giáo thì vẫn là cái thầy hôm trước mà lập đội bóng nam đấy ạ. Vâng, vẫn là thầy đấy. Thì thầy là bệ đỡ, còn background của đúng ạ. Thầy hôm nay thầy sẽ rất hạnh phúc. Vâng. Đấy thì là thầy đã tổ chức cho cái buổi đấy và thầy bảo với các bạn nam là đầu tiên bây giờ thích đứa nào là đăng ký, thầy gọi xuống cho mà tặng hoa. Đó thế thì chồng con mới đăng ký luôn. Thế mà lúc mà gọi con xuống ấy thì với cái khung cảnh như thế thì ai cũng nghĩ con được tỏ tình. Cả trường nghĩ con được tỏ tình luôn. Thế là con đi xuống đến nơi thì chồng con lúc đấy tay cứ run run này. cầm bông hoa đúng không? Dạ vâng, cầm bông hoa tặng con, tay cứ run run này. Thế xong rồi đưa cho con bông hoa. Con nhận xong thì chồng con bảo là tớ thích cậu đấy nhưng mà tớ chưa tỏ tình đâu, nên là cậu đừng có sợ. Tỏ tình như chưa tỏ tình. Vâng, thế là một mình con và bạn ấy biết là không phải tỏ tình, nhưng mà cả trường vẫn nghĩ là con được tỏ tình rồi. Thế lúc đấy thì người ta bảo là người ta không tỏ tình, tặng hoa thôi thì mình không nhận thì nó cũng kỳ cục. Thế con đành phải nhận, thì khi con nhận thì mọi người nghĩ là con đồng ý. Vâng, thế là bạn ấy thấy con cầm một phát là bạn ấy ôm con luôn. Và bạn ấy vẫn run nhá chú. Bạn ấy vẫn run run này xong cả ôm. Cả trường có vỗ tay không? Vâng, cả trường hô cứ Quang Dũng, mông. Tại vì biệt danh của chồng con là Mông. Thế xong rồi chồng con run run này thì con đẩy ra luôn.
con đẩy ra luôn. Thế xong rồi về sau hôm đấy thì là con có vài bạn nữa cũng kiểu cũng tấn công, xong rồi nhắn tin này kia đấy. Thì tối hôm đấy thì các bạn tưởng là con vừa được tỏ tình, thì các bạn nghĩ là đây là cơ hội cuối cùng rồi, nếu mà mình không tỏ tình thì bạn ấy sẽ yêu người khác mất. Thế là hôm đấy có đến 3-4 người đồng loạt tỏ tình với con. Thì tất nhiên là con từ chối hết, tại vì con có định yêu đương gì đâu. Thế là còn lại một mình bạn ấy. Thế là cả trường thì nghĩ là bạn ấy thành công rồi, trong khi một mình con với bạn ấy biết là chưa yêu nhau. Thế là em một thấy cái sự gài của nó chưa? Thế là bạn ấy đã một mũi tên và bắn hết tất cả các con chim vệ tinh xung quanh. Bắn một loạt chim nhạn. Thôi con ơi, con có một cái tư duy lập trình từ cái lúc mà con chưa làm cái nghề đấy con nhỏ. Sợ thật đi. Thực ra con nghĩ là lúc đấy mà nếu tỏ tình trước kiểu đông người như thế thì cái tỷ lệ fail nó rất cao. Nên là con cũng bảo luôn bạn là con thích thôi nhưng mà con chưa tỏ tình đâu. Đấy thế. Đấy. Đấy, coi như là chơi liều. Vâng. Thực ra là những đứa kia nó tỏ tình là con từ chối ngay và liền. Con từ chối luôn ạ. Cuối cùng cũng lọt lại mình ông Dũng. Vâng. Quá hay. Thật. Một mũi tên bắn 5-6 ngàn, cả thậm chí cả chục ngàn luôn. Quá hay luôn. Hôm đấy về thì chồng con bị bê lên trên confession của trường, bị chửi quá trời, tại vì giữa trưa các bạn, 12 giờ trưa gọi con gái nhà người ta xuống xong bắt loa ầm ầm lên. Thế là thành ra cả trường thay vì là chỉ có mỗi khóa con đi quân sự biết con được tỏ tình thì bây giờ cả trường biết. Con về đến trường không ai tán con nữa. Kinh chưa? Em ơi, em thấy anh Dũng nó kinh hồn chưa? Sợ thật đấy. Quá tinh cường. Nhưng mà là thầy nói chung cũng phải cảm ơn thầy giáo. Vâng. Nhờ thầy mình mới được phát loa. Vâng. Mới có cơ hội chứ, đúng không? Vâng. Hồi thầy vẫn ở công tác ở trường, bọn con vẫn gọi thầy là bố suốt kiểu trêu trêu vui vui. Rồi sau đó bao lâu thì mới coi như là có những chính thức công khai luôn? Sau đấy thì chắc là phải tầm 5-6 tháng sau thì lúc mà về trường rồi thì nói chuyện nhiều hơn thì bạn ấy thấy là con bắt đầu thấy cũng xuôi xuôi ấy, thì lúc đấy bạn ấy mới tỏ tình với con. Thì đến lúc đấy thì con cũng kiểu quý mến bạn này rồi và lúc con cũng không còn sợ tình nữa. Là thiệt tỏ tình. Vâng. Vâng. Chứ không phải giống như là tỏ tình mà như không tỏ vâng. tình. Đấy thì đến cái hôm đấy thì bạn lại tỏ tình với một mình con thôi. Vâng. Có hoa rồi có nhẫn rồi có bánh kem hay gì không? Vâng. Trong mơ của tất cả các cô gái thì chắc là tỏ tình kiểu như thế á, nhưng mà không. Người yêu con hôm đấy thì rủ một bạn nữa cùng phòng, xong gọi con đi chơi. Thì con vẫn nghĩ như mọi khi là chồng con hay rủ các bạn đi chơi cùng. Thế ba đứa đi chơi thì thằng kia con thấy nó cứ đi lùi lùi ở phía sau. Thế xong rồi lúc bọn con đi lên đến trên sân thượng của cái ký túc xá thì thằng kia nó ra nó đứng canh cửa luôn. Thế con bảo là sau này đi chơi gì mà hệ kỳ cục vậy, kiểu lên chỗ riêng tư, xong thằng ấy nó còn lùi về đằng sau. Thế hóa ra là lúc đấy thì chồng con mới tỏ tình, nó bảo là tớ thích cậu ấy. Thì chồng con cũng bảo là chồng con không muốn là con bối rối khi mà phải trả lời ở giữa cái chỗ đông người như thế, nên là đến lúc mà tỏ tình thật thì chồng con tỏ tình ở chỗ mà chỉ có hai đứa. Lúc đó còn trả lời lại sao? Thì con cũng đồng ý ạ, tại vì chồng con bê con lên cái lan can ấy chú. Con sợ độ cao, chồng con bê lên trên lan can, xong chồng con bảo là cậu không tự xuống được đâu, bây giờ cậu có đồng ý không? Tại vì đối với ông không bê một cái một mà. Vâng, đúng còn con thì không trèo mà. Đây con ngồi bây giờ con chưa chạm đến đất. Thế con không tự trèo xuống được. Nó không dám xuống. Tại vì bây giờ không đồng ý là không có cơ hội xuống. Đúng rồi. Vâng. Có mỗi một cái bạn kia thì bạn ấy đứng canh cổng ở tuốt xa rồi. Xong lúc đấy là chính thức, coi như là bạn con chính thức yêu nhau là thế thôi, không tặng nhẫn, không tặng hoa. Vâng. Rồi có tặng nụ hôn không hay như thế nào? Nụ hôn thì có. Là ngay tại lúc đó luôn. Vâng. Thực ra trước đấy là hồi đấy là con có làm con mới vào một câu bộ ở trường, con đã làm một cái sự kiện mang tiếng là làm cho chị em, nhưng mà mục đích của con là làm tặng cho vợ con. Kiểu trước đấy là con cũng tìm hiểu hết những thứ mà vợ con thích. Tức là lúc đấy bọn con là chưa có yêu nhau, chưa nhận lời yêu nhau, thì con tìm hiểu những thứ mà vợ con thích trước, sau đấy thì con bê hết vào sự kiện đấy với một kiểu giống như là hin dành cho vợ. Đấy. Thế nên là lúc mà lên tỏ tình thì con cũng chả mang gì cả, con thích đánh úp. Đấy, con chỉ cứ thế và đi thôi, lên sân thượng thôi. Đấy, con chỉ hỏi đấy. Nhưng mà con thấy là vợ con bật đèn xanh rồi nên là con mới mạnh mồm như thế. Rồi bây giờ các con là cưới nhau được bao lâu rồi? Bọn con cưới nhau là được 2 năm. 2 năm. Có bé chưa? Bọn con chưa ạ. Chưa có bé đúng không? Thế thì có nghĩa là yêu nhau được mấy năm nhỉ? À, bọn con yêu nhau được 5 năm. 5 năm, thế cưới nhau 2 năm. Vâng. Coi như 7 năm rồi. Vâng. Thế là bây giờ là muốn con bé rồi. Đúng không? Vâng. Em ơi chúc luôn. Em chúc đi. Hơi muốn. Đừng có để áp chót, chúc luôn đi. Đang linh đây. Ừ. Nó đang thích rồi. Thì nó đang thích rồi. Thôi bây giờ chúc luôn. Hồng nhìn mặc bộ đồ này chắc có lẽ là sẽ lên nghiệp lắm. Đấy, sẽ có sự chứng giám của các bề trên. Đúng rồi. Chúc cho hai con nghe. Dạ. Năm sau dạ. sẽ có tin vui. Dạ. À, và cuối năm sẽ có một em bé tuyệt vời với gia đình hai đứa. Dạ, dạ. Con gái con trai? Con trai. Rồng vàng. Vâng, con cảm ơn cô chú. Dạ. Con thích con trai hay con gái? Con nào con cũng thích. Thế à? Con thì sao? Con thì cũng thế ạ. Ừ.
Và con nhưng mà cũng... chú nghĩ là sẽ là con trai. Thế chắc bố mẹ con sẽ thích đấy ạ. Hay quá. Rồi bây giờ mình vào cái vụ kia đi chị. Ừ. Chú đã chúc rồi. Dạ. Chú có quyền yêu cầu lại. Vâng. Yêu cầu các con hãy khui tật xấu của đối phương. Ai trước? Em trước. Ok. Con chờ thời khắc này lâu lắm rồi ạ. Chết rồi, nó cũng thù hằn với nhau từ kiếp nào ấy. Đây con nói đi. Thì thật ra là chồng con thì cũng là người dễ tính, đáng yêu. Khen đáng yêu không, có con kỳ. Đừng khen. Vâng. Khen là lạc đề. Vâng, con xin lỗi ạ. Vì đáng yêu mới lấy chồng mà. Vâng, đúng không? Con xin lỗi ạ. Con quen miệng. Thì ở nhà thì sau khi mà lấy chồng xong thì con có cảm giác như kiểu con có thêm một người bố nữa. Chồng con hay cảm giảm lắm ạ. Vâng. Thì tức là thật ra thì con thì cũng hơi kiểu bừa bộn ấy. Đấy, thế nhưng mà chồng con thì cứ mỗi khi mà thấy con để đồ không đúng vị trí hay các thứ thì là chồng con hay nói. Hoặc là chồng con là một người rất là hay lên kế hoạch. Thế ví dụ mà đi đâu thì chồng con sẽ mang đầy đủ tất cả mọi thứ. Ví dụ như là kiểu đồ dùng cá nhân này, xong rồi thuốc thang hay các thứ thì chồng con mang rất là đầy đủ. Thế hôm nào mà chồng con bận mà con phải xếp vali chẳng hạn, thì chồng con sẽ kiểu nhắn liên tục là em ơi nhớ mang cái này nhá. Xong con cất vào vali rồi chồng con vẫn nhắn lại là em ơi em mang chưa, em nhớ cầm nhá. Thì cái này em không thiếu đâu. Đấy, thì chồng con cứ nhắc đi nhắc lại thì kiểu chồng con hay cảm giảm ấy. Đấy. Hay cảm giảm. Vâng. Với lại một vấn đề không cần thiết lắm nhưng mà dặn đi dặn lại nói rất nhiều. Vâng. Đấy. Vâng. Mà lại còn phân tích lý do tại sao lại phải cần cái món đồ đấy. Đúng quá chi tiết. Đúng ạ. Vâng. Tại vì thật ra thì con cũng hay cãi ấy. Đấy thì chồng cứ sợ là nếu mà không nói kỹ chắc con cãi. Vâng. Thì đấy là cái đầu tiên. Còn cái tật xấu thứ hai con không biết có phải tật xấu không nhưng mà chồng con rất thích thể hiện tình cảm. Thì chồng con bình thường là ở nhà cũng thế thôi, rất là hay ôm bố ôm mẹ hay là về cũng hay thơm ông bà. Thì với con cũng thế. Thì chồng con cứ thơm miết, ở đâu cũng thơm. Đi ra ngoài đường cũng thơm, đi đâu cũng phải nắm tay như kiểu sợ con lạc đi đâu mất. Không, thì... cái đâu có phải thật xấu đâu. Không, nhưng mà chú ơi, kiểu con thấy hơi ngại ấy. Nhất là ví dụ như là có bố mẹ ở đấy chẳng hạn thì con cũng thơm luôn. Vâng, có bố mẹ ở đấy chồng con kiểu cứ thơm nhưng thể hiện tình cảm. Xong rồi nhớ lúc con phải nói riêng ấy, con bảo là anh ơi thôi đừng thể hiện tình cảm ở chỗ đông người hoặc là có người lớn trẻ nhỏ thì anh phải tránh ra. Xong chồng con bảo là không, bố mẹ sẽ nghĩ là mình hạnh phúc không sao đâu em ạ. Nhưng mà còn... lúc mà không có người thì chồng có vâng, có thể còn vâng, kinh hơn nữa. Vâng. Kinh hơn nữa em ạ. Tại vì chị sợ là gì nè, khi không có người thì lại không có thể hiện tình cảm. Vâng. Khi có người mới thể hiện tình cảm thì con hiểu chứ. Nhưng mà kiểu ngày thơm mấy bận ạ, cô tưởng tượng như kiểu mình trang điểm này, mình đã đánh son các thứ rất là xinh rồi, nhất định là phải thơm. Hoặc là tối đi ngủ mình đã dưỡng da các kiểu rồi, cứ thơm quanh mặt. Con không biết là các chị em khác kiểu dưỡng da xong làm nào mà có thể để cho chồng thơm được. Ủa Dũng con làm gì con nghiện vợ quá. Con không biết. Chồng con thích ơi, may có cho con. Khi nào đang nói chuyện cái nó anh xin phép cô chú cho con thơm cái mình hay không? Tức là may cho con sống ở cái thời đại này đấy. Chứ còn ngược về cái thời mà mặc áo tất với lại áo đúng ạ. Gọi là Nhật Bình thế này thì có mà chết. hơi nguy hiểm ạ. Ừ, không mà chết. Nhưng mà chú lại thấy là cái dễ thương cũng không đến nói lời thật sâu. Dễ thương con ạ. Kệ. Dễ thương. Ủa của mình mà mình muốn thơm là mình thơm. Đúng không? Được. Nói gì thôi chứ sướng lắm. Vâng, con biết. Mắt cái dạng ngời con ạ. Long lanh lúng liếng con ạ. Gớm. Kể tật nói, xấu mà không xấu. Nói ra đều thế thôi. Yeah. Con không biết đấy là tật xấu là có phải xấu hay không. Thôi thì bây giờ xét vào không xấu con ạ. Để nó giữ lại cái đấy nhá. Xấu như không xấu, giống như tỏ tình chứ không tỏ tình. Ừ. Rồi tiếp tục nào, có gì? Vẫn còn gì nữa phải kể thêm. Con hết rồi, con chuẩn bị tận hai cái con tưởng nhiều rồi. Cái gì đã thế thật, chồng con không có một cái gì xấu luôn á. Chồng con nói chung là kiểu bọn con cũng tính cách cũng thoải mái ấy. Ừ. Đấy thì thế con có gọn gàng chỉ không? Không? Cái là... cảm ràm thôi. Vâng. Nhưng mà có gọn gàng không? Cũng có ạ. Thế là không bừa bộn đúng không? Vâng. Về nhà cũng sao, tự thú hả? Gì con tự thú hả? Sao con định xin phát biểu đấy. Ừ. Là con kể anh đòi kể luôn ạ. Bây giờ con mong muốn chồng thay đổi điều gì? Thay đổi thì con nghĩ chắc là không đâu, kiểu bản thân con cảm thấy là có những cái cuộc sống của con sẽ thay đổi nếu như mà chính bản thân con thay đổi thôi. Chứ còn với những người xung quanh thì con nghĩ là nếu như mà người ta cảm thấy là nó là vấn đề thì lâu dần thì người ta sẽ sửa. Okay. Ví dụ như là con thấy con cũng có những cái tật xấu ấy thì con hay để ý chồng con, thì ví dụ chồng con không thích mà nói đến vài lần ấy thì con cũng sẽ chú ý hơn. Thì sau thì con thấy con cũng sửa. Đấy, thế nên là cứ thế đúng không? Vâng, không thì con sợ. Thấy ổn rồi ạ. Cảm giảm như bố cũng được. Thế nhưng mà bạn có bị già trước tuổi không? À không, thật ra thì người hơi già dặn hơn thì có vẻ là con hay kiểu tức là phụ nữ mình hay nhạy cảm. Thôi được rồi, để anh ấy khui. Thôi giờ tới con đó Dũng. À vâng. Vợ con thì nói chung là ngoài hơi bừa bộn một chút như kiểu bạn ấy vừa kể thì còn có một cái là hơi lười một chút nữa. Thích gọi là gì? Thích nói một từ hơi quá là hành hạ, nhưng mà trong mặt kép hành hạ con. Hành hạ con sao đâu con? Kể đi. Anh cẩn thận nhá. Ví dụ như là hành hạ ở mặt là bạn ấy, ví dụ bạn ấy lười
bọn con nằm trên một cái giường và cái công tắc điện ấy, nếu tối đi ngủ mà công tắc điện mà nằm ở bên phía bạn ấy thì bạn sẽ bằng mọi giá để bắt con để sang tắt cái công tắc điện đấy. Mặc dù là bạn ấy có thể với tay lên hơi một tí để tắt mà rồi, không chịu. Nhưng mà không chịu, nhất định là phải bắt con tắt cho bằng được. Xong con bảo lý do là em nằm gần hơn thì em đi tắt đi, thì bạn sẽ lừa bạn lăn sang bên người con bên này để lúc đấy con sẽ thành gần hơn. Đúng. Đấy, thì con sẽ thì con sẽ là người đi tắt. Có sai con không? Thí dụ có. Cái ly nước ở đằng đó đó. Được. Thì bạn bước qua cái anh ơi mang ly nước cho em. Được. Có không? Có. Mặc dù là nếu mà người khác thì không bao giờ sai, người khác thì bạn ấy rất là tự lập, nhưng mà với con thì rất là ga lăng. Với con thì bạn ấy thích hành hạ con. Chắc là cái mặt con lúc ấy đáng thương lắm cho nên là nó thích cái nét mặt đấy. Nhưng mà cái lúc mà con làm trong cái sự hành hạ của cô ấy đó thì con có càm ràm không? Có ạ, con càm ràm chứ. Nhưng mà con không hiểu tại sao con vẫn phải đứng dậy đi làm. Vẫn đi làm nhưng mà vẫn càm ràm. Con bảo là sao em lại sao em lười ấy nhỉ? Đấy. Ừ, sao em có thể như thế được? Anh chỉ tắt hộ em nốt lần này thôi. Tức là đúng không ấy, sao em có thể như thế được nhỉ? Bởi vì từ đây em chỉ cần thò cái tay ra, em tắt một tí thôi, sao em không làm mà em lại phải bắt anh từ đây, anh lại sang bên đây, rồi anh làm đấy, đúng không? Vâng, vâng. Còn nói như thế luôn. Nhưng mà con nghe những lời đó chắc con vui lắm không? Vâng, thì con thấy là miễn là mình đạt được mục đích là được. Thôi, tắt lần này thôi. Vâng, với lại cũng liên quan đến cái chuyện mà con kiểu mấy cái tính xấu của con ấy, thì ngày xưa thì vì là con ở nhà con cũng kiểu như thế, thế nên là bố con nghĩ là con thì kiểu ở một mình thì được, chứ chắc là lấy chồng thì sẽ bị rất giả. Bố con luôn luôn nghĩ như thế. Mặc dù là đi đâu ra ngoài là bố con luôn tự hào khoe là ví dụ con gái tôi là kiểu tốt tính lắm này kia lắm, nhưng về nói riêng với con là sẽ bảo là thôi con ạ, con không lấy chồng rồi đâu. Thế là cái hôm mà bọn con cưới nhau ấy thì là bố con là bộ đội, thì là bình thường là bố con cũng không có hay tâm linh hay là nhang khói gì đâu. Thế hôm đấy thì con lấy chồng xong rồi vừa mới đi ra khỏi cửa đi về thì con thấy mẹ con gửi cho con một cái clip. Thì bố con đang đứng ở trên bàn thờ xong rồi làm gì chắp tay thế này này. Rồi con kiểu con cũng không biết là thế nào, thì con chờ cưới xong thì tối về con hỏi là mẹ ơi thế bố làm gì trên bàn thờ mà cứ chắp tay thế này đấy. Thế xong mẹ con bảo là bố đang chắp tay để mong cho con đi lấy chồng không bị rất giả. Tại vì bố con nghĩ là nếu mà tính cách như thế thì chỉ có bố ở nhà mới chiều được thôi. Thế là bọn con lấy nhau phải một năm đầu ấy thì là bố con luôn luôn nghĩ là bọn con đang giấu, tức là bọn con là không hạnh phúc. Thế nhưng mà không dám kể với bố mẹ, sợ bố mẹ thương. Bố con cứ lâu lâu lại gọi điện cho bà thông ra. Alo bà, thế hai đứa nó có cãi nhau gì không? Tôi thấy về nhà là không cãi nhau, thế ở đấy có cãi nhau không? Thế mẹ con bảo không, thế bình thường. Thế bố con nghĩ là bà thông gia nói dối. Bố con lại gọi cho ông thông gia. Ông ơi có thấy chúng nó cãi nhau không? Bố con cũng bảo là không có thấy gì đâu. Nhưng bố con vẫn nhất định không tin. Bố con vẫn không tin, thế về nhà lần nào mà bọn con về quê, bố con cũng kiểu soi xem bọn này nó có cãi nhau giấu ở đâu không, hay chúng nó có xích mích gì không. Vâng. Thì phải đến hơn một năm lúc mà bọn con cưới nhau xong, và sau khi mà bọn con lập kênh TikTok thì kiểu con hay chia sẻ cuộc sống cá nhân của con lên thì bố con xem được ấy, thì bố con mới tin thực sự là à hóa ra chúng nó sống hòa thuận được với nhau, hóa ra thằng này nó chịu được tính con gái mình. Đấy, thế là bây giờ đi đâu về bố con tự hào lắm, cứ bảo ôi kiểu rể, bố có hai thằng rể thì thằng nào cũng chịu được tính cách của con gái bố kiểu thế. Bố hôm nay bố xem được chương trình này bố càng yên tâm hơn rồi. Bởi vì chương trình này là không bao giờ mà nó sai sự thật. Vâng. Đôi khi con còn thấy hơi chạnh lòng là ơ con gái bố cũng được đấy chứ, mà bố cứ nghĩ vậy. Rồi bây giờ tiếp đi con, sao lại tiếp như vậy? Còn cái gì nữa không? Ôi, sau này anh nhiều thế. Nhiều mà. Sao? Nói em. Con có vợ con hơi quấy. Quấy gì? Bình thường con đi làm buổi sáng sẽ đi tầm 8-9 giờ rồi đấy, xong rồi tầm 7 giờ tối thì về. Ăn cơm nước các thứ xong thì sẽ vào tầm với cả làm việc nữa, tầm 11 giờ đêm chẳng hạn, 11-12 giờ đêm. Thì lúc đấy khi mà bọn con bắt đầu lên giường ngủ rồi ấy, tắt điện rồi. Đấy xong cái quấy lần 1 ấy thì đến quấy lần 2 thì tắt điện rồi thì vợ con sẽ không cho con ngủ luôn. Mặc dù có hôm những hôm mà con rất mệt và con buồn ngủ lắm rồi. Mắt con díu lại rồi, nhưng vợ con không cho con ngủ luôn. Vợ con bảo là nếu bây giờ mà con đi ngủ luôn thì sẽ hết luôn một ngày không tương tác gì với nhau được mấy, tại vì vợ con thì làm ở nhà, còn con thì làm trên công ty. Đấy, thế là vợ con sẽ không cho con ngủ luôn và sẽ bắt nằm nói chuyện, xong kể chuyện này chuyện kia, hôm nay anh lên công ty có gì vui không. Đấy, xong hôm nay em ở nhà thì có cái này cái kia. Đấy, em được ví dụ em được mẹ mua xoài mua dứa cho ăn đấy kiểu thế. Tức là bằng mọi giá phải làm cho con tỉnh cái cơn ngủ đấy. Sau đấy thì phải 2 giờ sáng con mới ngủ. Hôm nào con thấy buồn ngủ quá con sẽ rủ đi ăn đi chơi gì đấy. Hoặc xuống nhà xem phim. Có ạ. Hôm 11 giờ đêm bảo là anh ơi em khát nước quá mình đi ra sơ cổ cây đi, mà lúc đấy bọn con đang nằm trên giường đắp chăn rồi nhá. Đi ra bắt trở đi ra sơ cổ cây mua nước xong về rơi luôn cái ví. Riêng cái này con phải mong muốn đi con ạ. Riêng cái này con phải mong muốn đi, thành khẩn đi. Cái này cũng do nó lúc mà tỏ tình nó bắt quăng nhỏ lên ban công. Đấy bây giờ nó hành lại đúng không? Nhưng mà thực ra thì con thấy thi thoảng thì cũng vui, nói chung là bọn con thi thoảng đi con, ra chơi con dùng cái chữ thi thoảng là cô biết rồi.
đau lòng. Cho nên thôi, con cứ nhân cơ hội này con mong muốn đi. Hết sức thành khẩn nhìn xoáy vào mắt vợ xong rồi nói đi. Em ơi, có một lý do anh mà ngủ rồi là chúng ta một ngày không tương tác. Mất qua một ngày đấy. Mất một ngày. Thôi nhưng mà có thể như thế cũng đúng đấy. Cũng được nhưng mà không đến nỗi phải đến 2 giờ sáng như thế. Rồi là đắp chăn rồi mà lại còn gớm. Ôi đúng mùa đông mà đã đắp chăn rồi mà lại còn mặc quần áo đi ra xi cổ cây thì có mà chết. Mà mua có một chai nước á. Thôi con không muốn thay đổi điều gì. Con nhìn nó thôi. Con nhìn thành khẩn ra. Chắc con mong muốn là không nghĩ là thế vui hơn ấy. Quấy nhưng mà vâng, quấy vẫn vui. Đấy, thế chúng tôi đã cho anh cơ hội rồi nhá. Thế mà anh không nắm bắt cơ hội của anh thì anh cứ chấp nhận thế nhá. Đêm nay anh về nè, anh ở Sài Gòn nè. Có thể là thức tới 5 sáng. Anh ơi, mình tranh thủ. Không, thực ra vợ con quấy tầm 1 tiếng thôi. Nhưng mà sau đấy là con tỉnh ngủ rồi nên con không ngủ lại được nữa. Chứ không phải là do vợ con quấy đến 2 giờ sáng. Đấy, thì đấy. Thì con cứ bênh đi nhá. Bây giờ đấy con cứ tiếp tục như thế nhá. 2 giờ, 3 giờ. Thật ra nó không ngủ được thì nó sẽ hành động cái khác. Khi mà nó không ngủ được rồi thì nó sẽ hành động cái khác, hiểu không? Nên nó không muốn thay đổi, dễ sợ lắm. Có thể chú nó cũng lại lập trình rồi. Đó là suy luận của chú nha. Tức là không mong muốn Huyền thay đổi điều gì hết, đúng không? Vâng. Có khi là có cơ hội đó nha. Anh sợ bố xem chương trình đúng không? Không. Nói chung là bọn con kiểu cái tình yêu của bọn con đi lên từ tình bạn ấy, nên là con thấy nó vui, với cả nó chắc là nó cũng bền chặt nên là. Thôi. Cứ như này thì sẽ con nghĩ là sẽ tốt hơn. Thôi bây giờ gì đi, trước khi tạm biệt chương trình. Hôm nay chắc có lẽ là bố mẹ hai bên coi được chương trình sẽ rất là vui, rất là hạnh phúc. Vâng. À, với lại là trong một bộ trang phục này chú muốn hai đứa nói một cái điều gì đó cho nhau. Thấy không? Bố mẹ hai bên cũng sẽ xem chương trình này và cũng sẽ vui thêm hơn nữa nhé. Rồi. Muốn nói gì nói, bày tỏ tình cảm đi. Cho em nói trước đi. Đứng lên nói đi, đứng lên nói đi. Cho trang phục nó đẹp này xem mà nào. Đứng lên nói. Đấy. Rồi con bé nó ngước đầu lên nè. Anh à, nắm tay. Cảm ơn anh vì từ lúc mà anh bắt đầu tỏ tình với em cho đến lúc cưới và anh hứa là sẽ là một người chồng tốt thì đến nay anh vẫn làm được. Còn rất xin lỗi anh vì từ ngày đầu tiên đến giờ em vẫn hứa là em sẽ không làm một người vợ tốt nên là phải chịu thôi. Thì hôm nay cô chú cũng cho anh cơ hội rồi nhưng mà anh không bảo em thay đổi gì thì em cũng cảm ơn anh. Bố đang xem đấy, anh nói gì nói đi. Chẳng biết nói gì, cảm ơn em vì đã đến bên và chung sống cùng anh suốt 7 năm qua. Anh không ạ? Cái quá tụi em rất là đáng yêu. Anh hy vọng còn cảm ơn cô chú. Cuộc sống các em nó sẽ mỗi ngày nó sẽ vui hơn và đều có ý nghĩa hơn và đặc biệt là sẽ thương yêu nhau nhiều hơn nữa. Và trong năm sau các em sẽ có thêm một cái tình yêu mới nữa. Đó chính là tình yêu cho con của các em. Rồi. Thôi con cứ mê vợ con đi thế nhá. Cứ mê vợ như thế đi nhá. Vâng. Ok.